Tiếp theo là combo 64 nha quý vị, 2 cây 300k bao ship toàn quốc. Anh nào mua chuyển trước 100k nha quý vị, còn lại shipper thu hộ ha. Đây là cây số 1 là cây sâm núi trái nha quý vị, có chậu luôn, đóng gói cẩn thận, bể nứt nẻ không có đền nha. Nào giao trước, đang ra trái nhóc hết trơn luôn nè. Nào quý vị thấy trái không? Cây này là không có xử lý gì trơn, bấm vô bỏ khô nó ra trái nha, chứ không có xử lý nha. Còn xử lý là nó ra kín cây luôn đó nè, trái nè. Trái quá, quá trời trái luôn không? Tự nhiên vậy thôi à. Mấy cái này quý vị cứ chơi hết trái rồi cái bấm đọt hết lại cái nó, cắt nước nó xì tuột mới ra lại ra bọc, cắt nước cho nó khô rồi tưới nước lại. Làm cho cái tình trạng giống như là nó thiếu nước vậy đó. Đó. Và nó ra trái nhóc cây sâm núi trái. Hai là cây lâm dồ. Siêu luồn lực luôn. Cây lâm dồ này á là già dữ lắm mà luôn nha, lá nhỏ xíu luôn nha quý vị. Lâm dồ nó khác bồ đề nha, bồ đề là nó có cái đuôi nha, cái đọt nó, cái lá nó ngoài nó có cái đuôi dài, còn cái này lâm dồ là nó không có cái đuôi dài mà nó có trái nên rất đẹp nha. Rồi xuống luôn hả quý vị, quan trọng cái là nó sống khỏe nha quý vị, nó sống giữ lâu năm lắm, cái loại này nó sống bất tử luôn đó. Rồi xuống quý vị ơi,